Bà mẹ Pin Oi Lai phần lai làn ăn thiêng quân bản cổ đô Huế, tiêu đại tặng khẩn sụt xì xịp cáo cặp cục xì sao. Màn mì ngào tụp sở lai ngái, sở hè hườn con thiêng xảy mì túm bản óc quáng dòng một ăn sau đỡ bứng, chân ý bi bươn lờ cai, sở ha đét, ha lương, ha khẩm lờ bớt xìa, làn hoài chảm tóc xìa lai công khong du làn thiêng đin bản Huế, có nhàng chưa đấy. Bưng khấu làn hoài chảm tóc du tình thiêng bản Huế, sở hào hiên đấy, cần chơi nhựa, chơi đi không cần dền mở con. Đình làng ở Huế còn đến hiện nay không nhiều. Chân ý thiêng bản du Huế có bao nhạc lai. Người ta thường nhắc đến. Quốc nắn hào bưng hên làn ăn thiêng khèm đồ. Làn đông thiêng nỉ tròi hứa hào hủ mưa ăn của không ăn thiêng tình đinh cô đồ Huế. Thiêng du Huế mền bá cách dòng thiêng bản kỳ phố cân Việt Nam hào. Đình ở Huế cơ bản thống nhất với đình làng Việt Nam nói chung. Về công năng, đình làng của Việt Nam chúng ta thiết bản không Việt Nam hào sở đúc ngân huổm không cho bán mở ra màn sở miếng ệt vía không ôm say chính quyền kỳ bản kỳ xa miếng bày ệt vía làn vía giảm xét pin miếng sở sần pin mỏ pan sam hỏi lễ chệt miếng ní hồng sở Thừa Thiên Huế khép mà quang chờ nản nhang mì thiêng cờ há hỏi hót một hỏi pi mờ lăng miền bà hót xì xịp hộp thiêng bản chắc đấy tăng khấn hô thịt màn to sở phiêng hiểu đọc cả biên lai kháp cầm tí sực tí xưa thiêng bản dấu Huế phình đấy mùng hỏi tay căng xì xịp bét cờ pi mở băn chết hỏi xì xịp xì ban đầu bằng cái cơ ngơi đơn giản tranh tre cột tre vần nữa lạ mà thôi và trải qua nhiều cuộc chiến tranh như vậy thì đình làng ở Huế bắt đầu được lập ngói nghiêm chỉnh là từ giữa thế kỷ 18 khoảng 1744 sau khi cái kinh thành đã lập ngói. Về mặt kiến trúc, mưa ngào đung làn thiêng du Huế mì ăn của bách dòng tinh bản phai bạc. Có nhiều điểm mà ở Huế mới rõ. Là không gian của đình Huế thì nó không kín hoàn toàn như miền Bắc. Hơn thiêng không Huế màn bó mì hi mệt sòng phai bạc mà phai cuông pha to con tu khâu mì hè mền bá khâu mì sể bung hàn nằn khẩu cuông thiêng mì to một ăn xuống tảng lăng hi mệt miếng sờ nhằng mệt làn xuống ưn xuống ní mở giam sờ miếng tẻ họ ngoài thứ là không gian mở ở đó là có các cái lớp học ngày xưa cái lớp học của mẫu giáo lớp học của cấp một tế làn đính nòi cấp 1 không bán, con chờ mì trường mì lớp tẻ, không ăn đi họp. Cơ cấu toàn bộ các mền đung thiêng mở giảm, đẩy sướp mà nằm cuốn nằm mừng sắp tăng sử. Và nói về đặc điểm chung của đình làng xứ Huế thì từ bên ngoài vào ăn của không thiêng bản đình Huế bưng te tàng nọ khẩu nong, bao sở, màn mì phai ngào bắc bươn. Lắc nản sở pha tu con tu pha đấy bàn nằm làn bơ bình phòng nhà hỏng sở pha mà sân thiêng cảm gần cột sân nắn mì bài thiêng du song phai nhà mì ảm sở ngài khai căn hoặc ngài khai khẩn ở trên mảnh đất được khai phá muộn hơn ngoài Bắc đình ở Huế cũng đơn giản hơn tụp thiêng du Huế bó mì còn mì ngào dòng mác đáp bin khẩn dòng thiêng Bắc Bộ khai màn mì đúc hườn xúc khẩn cặp cung hườn chờ đợi có hùng và hệ thống keo vững chắc mưa ngâm hườn thiêng bản Huế mì tục quảng cặp làn rồi bứng cặp sư bứng chấp bứng để khảo giam nao du Huế tục quảng bảy
nằm lay. Túm thiêng xu Huế bó mì còn mì ngầu do mắc đá bên khẩn dòng thiêng bắc bộ. Khe màn mì đúng hướng xung khẩn cạp cuông hướng chờ lờ có húng. Túm thiêng mì mùng ngói ẩm dường phần lai hên xu Huế. Khe có mì chờ xuống mùng ngói cằm. Do bác do ngào đúng hướng bố Nguyễn nản mà thiêng xu Huế mì ngầu không xí tô sạt mở giảm. Khi Vương Triều Phong Kiến sụp đổ rồi. Chờ bao nhàng mì hơn phong kiến nữa, cần bản sở chăng ngâm sở tặng pin làn ngầu mì tục hơn mì ngầu tô ngược. Màn mì ngầu tô ngược tô xưa tô tao tô nộp pin dòng sở phan không mệt xì pua cặp cần dền. Con kháng mì yên đi sở ôn im. Long lớn quy phụng là ước mơ của cả Vương Triều cũng như của nhân dân. Đó là một ước mơ phát triển, một ước mơ thanh bình, một ước mơ nó đủ xuất hiện theo trình tự mi nã sập tàng phứng xuống hơn mệt sướng ngầu tung ngược sở tin ngược sướng ngầu tô xưa tô tao xuống căng chứng cặp sông hua mạc đạp sở ngầu tô nộp cung dòng nản màn phai sập tàng tẩy mi tớ mi nưa tuyệt đối phong kiến và sở giảm không chỉ mang tính mỹ thuật mà còn tuân theo những chuẩn mực về cấp bậc trong chế độ phong kiến xưa. Họa tiết trang trí trên mái của đình làng xứ Huế bóc chẩm tôi trình tình khà thiêng bản Huế màn mì lai thử bóc bách giòn thiêng giúp bắc bộ dù tình khà thiêng Huế mì ngầu làn tốt ngược tốt xưa tốt tao tốt nộp mà đấy chẩm tôi te sùm cần sở xứ Huế đã cầm sành xứ có đấy bét gấn để pin của không thiêng Huế nỉ. Vào trong đình bộ khung gỗ khẩu khuôn thiêng bổ khung mảy te sau còn hón ngầu đúng gần giường bài ná bảy chẩm toay khay sửa cà phù đình miền Bắc thể hiện tất cả cái đẹp của dân gian thiêng rồi phai bác dưới hết đấy ăn đi mặc te mở ra một con mệt làn cầm chẩm to nhằng thiêng cang đi nằm cầm đi Huế bách bá bao to chẩm khẩu cục màn mì co duy hua ngược đó làn ăn phì cươi óc sở cươi du hề hòng sở vài vì làn ke tớ cươi hàng khấn tỉnh mày tóc sở sau duy quang thiêng đến Huế màn mì ngào duy sở màn cắn tóc của điêu hơn mệt cũng đông hơn thiêng đi Huế ăn duy màn mì duy nưng duy song duy sam bao sở sung hè giòn hào bưng duy ní duy nưng sở tỉnh khà duy song sở cang cầm duy sam sang nắn sở mắt nhang mì sau duy của cặp tình si thư nỉ ệt pin huyền thiêng không đi Huế bốn cái yếu tố này đã tạo nên là kết cấu đặc trưng nhất trong cái đình làng xứ Huế. Và cũng như nhiều kiến trúc cổ ở Huế, cặp có dòng sau hơn mở giảm dưới đình Huế, thiêng bản có đầy tặng một ăn pha, miền sở hầu phai bay ồm khám cuông cảm cây sân thiêng. Bức bình phong, pha nỉ con mề dễ sợp chân ham, giờ pin bá bể bàn là ăn bộ đi bong muốn, phẩu chư dư giam tảng cuông, sang nắn, sở một cảm pha, bảy ve khẩn dòng khoảm dòng cần dền bán. Hình tượng được trang trí ngầu hun để chẳng to khẩn pha không thiêng mì ngầu tô ngược tô mạc cây yếu tố trang trí long mà lan giòn chẳng to ngầu tô mạc tô ngược bách giòn tình làn đung thiêng bản tình pha nỉ mì bét khẩu làn ngầu cầm sừng sứ sành sứ để chẳng to cả bét khẩu cung mừng đầm lai ha không đi Huế dù tình thiêng bản xuân pha mạ ngược nỉ để ít pin tê siêu trần viết xảo. Bên cạnh bình phong sáng năm cằm pha ngầu hướng mà có mì đá tình bày cằm chẩm to ưn không thiêng hình tượng long mã ngầu mã ngược sướng ngầu của điêu cưỡi khẩu trước còn không cần rời kỳ đi Huế long mã là một hình tượng kinh điển ngưỡng mã sướng ngầu mà giảm sở tung mã ngược sở mì thong sở tung ngược thong sở tung mã sau nản mắn hết đấy chưa còn yên đi con kháng mi cả bún im hở cho bán sau nản khó ể pin the pet gần nản cầm sành xứ tỉnh pha cái cộng đồng làng nào đó cũng mong muốn điều này cho nên người ta thể hiện bằng những đường nét đắp nổi khảm sành xứ trên cái bức bình phong ở trước đình đặc biệt nhất sở chờ con tu mì ăn của sở cầm đin cháu không một ăn thiêng bản bắc bộ sự tí hết đấy cháu ăn thiêng Huế màn chớ đưa có mì si ăn sau tảng sứ tuần phà cang trứng sau mì tàng bách khẩu
kho báu tặng con tu khay mền bá sau nhì có dòng pha tu nặn. Trong một kiến trúc đền ngoài cái quang đông thiêng nó cũng thiêng nọc sân con tu hỏi giấm mì tâm sau à sau nì dòng sứ tém sau bọc mặn hết đấy phủ cần mở giam lờ màn ý khao hên mặn sở ăn đông xì liêng phai chư bác bọc triển khong chờ cai nắn bếch dòng làn sau bọc dù làn hơn hẻo phi nặn trang nghiêm khi đi ngang coi giống như cái trù hoa biểu ở trên các lăng tẩm. Nhìn vào những cột trụ biểu bức hảo làn sao bọc thiêng không bán dường nỗ một cuông làn ăn thiêng mì hương xì du điên Huế áo hủ tươm mưa chủ giòn sao bọc mèn bá sừng xứ phai tình sửa lem mì bóc bùa tèn lột song sau xứ chờ đỡ có sung hơn song sau sáng tình sau mì chẩm to phù làn khoam xứ Hán chờ bung làn khoam xứ Nhì chờ đỡ có bán có toàn đẩy làn khoam màn triển màn úp hòn việc huồm không cho bán đắp nổi các câu đối bằng chữ Hán. Khi đặt câu đối cho đình, bao giờ làng cũng chọn những câu đối mang nội dung hướng đến tinh thần chung của làng xã. Theo thời gian, sập pi sập bên, biên mưa cho bản biên đồ thị, đề thở làn đung thiêng mì ăn của điêu mở giam ra đần xia. Khi mà quân cho một cần dền đi Huế, sản nắm làn đung hườn pua, nhà mì làn ăn thiêng, giật xì điêng, giật mạc thức hong pua bảo miền mạc. Ngoài những công trình kiến trúc mang dáng dấp cung đình, thì những đình làng vẫn góp phần mang đầy đủ dấu ấn tâm linh mà người xưa để lại. Đình làng đó là thiêng bản sẽ mở đung hườn huống không mệt trong bản. Mặt áo mà hở hào làn ăn khoan đi, ngầu đi, mưa đung hườn ký đi Huế. Cặp chân đi xã hội phình phê cần cặp tương. Ngày nay, chúng ta phải tiếp tục tôn tạo.